nay thầy sẽ phê về điểm học bạ, điểm tổng kết của các em. Bây giờ thầy đọc đến tên ai thì bạn đấy đọc điểm của mình lên nhá. Yes sir, chắc chắn là như vậy rồi ạ. À, bạn Cường đọc điểm thầy xem nào. Dạ thưa thầy, bạn em được 10, còn các môn khác em được 9 ạ. Được cả đó đấy. Nhưng mà thầy ơi, hôm trước bạn ấy bị nhà trường cho đứng trước cờ vì gây gổ sinh minh với lớp khác ấy thầy ạ. Thật, may mà có bọn em can ngăn này, không thì có mà. Có chuyện như vậy là sao? Hứa Văn Cường, văn võ song toàn. Ông tiếp sau cũng là thầy cho. Nào, tiếp theo đến bạn Trang Chuối. Dạ em thưa thầy, toán văn anh em được 9, còn giáo dục công dân em được 1 ạ. Jesus Christ man. Các môn chính thì điểm cao chót vót, mà môn phụ thì điểm lại thấp liệt tem vậy em? Dạ. Riêng Hà Quỳnh Trang Chuối nha, có tài mà không có đức. Đến lượt Hoàng Văn Hôn. Dạ, xử lý sinh em được 2, toán văn hóa em được 1 ạ. Được lắm, hảo học sinh. Đã yếu sinh lý, lại còn kém văn hóa, nói chuyện rất tự tin. Rồi cuối cùng đến bạn Minh Nhạc, đọc điểm đấy em. Dạ, thì không xấu gì thầy, em được 10 hết tất cả các môn ạ. Ơ nhưng mà thầy ơi, từ trước đến giờ bạn ấy chưa bao giờ được đánh giá cao. Thật, bạn được như thế là nhờ chất bài của em đấy. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Các em bình tĩnh, nhìn bài bạn trong lớp được không? Minh Nhạc, có tầm nhìn xa trông rộng. Yes sir, chắc chắn là như vậy rồi. Chúc các em đã điểm cao trong kỳ thi đại học sắp tới. Các bọn này rồi. Yes. Bọn mày đã ôn bài chưa? Chưa, tao đã ôn được cái gì đâu. Mai chi là chẳng biết trước gì này. Nhất mày đồn gì? Ô, Phạm, tí xong mày định làm phụ hồ hay xong mày bọn tao còn ủng hộ. Mai thi rồi nó cứ giữ dưng như không ý. Học 12 năm chưa đủ à? Còn mỗi ngày cuối thì phải để thư giãn chứ. Cùng lắm tao thi không may bị điểm kém thì chỉ cần cố đủ điểm tốt nghiệp là đỗ đại học rồi. Lo cái gì? Cái gì? Điểm kém mà vẫn đỗ á? Mày nằm mơ giữa ban ngày à? Mơ quá thế. Thì tao xét điểm học bạ để vào chứ sao? Hả? Tao nghe nhầm không? Điểm học bạ mà nó đỗ đại học à? Chắc là trường làm tự xây cho mày học chứ gì? Đây, cổng trường to nhất Việt Nam, xương xương 15 tỷ thôi. Có gì sẽ sai ấy nhở? Thật, tao điều trường là xây học bạ mà xịn như vậy. Không tin thì cứ vào xem. Ở đây thì cây cối tùm, tao hòm check in chụp ảnh. Ui, phòng học gì mà to vậy? Đây là thư viện bố ơi, đây mới là phòng học này. Sao ở đây cái gì cũng to thế nhở mày nhở? Chưa hết đâu, đi theo tao. Phòng studio, phòng thực hành khách sạn. Còn đây là phòng thực hành điều dưỡng. Còn nếu mà đi chơi thể thao á, sân bóng đá, sân bóng rổ, bóng chuyền cũng có luôn. Có hẳn thao trường á, để học quân sự tại trường luôn. Đấy, tất tần tần là như thế đây. Bọn mày thấy trường này thế nào? Ui ơi, bọn này đâu rồi? Dạ cô ơi, cho em xin được học ạ. Hoàng ơi, giấy đọc Hoàng ơi. Hoàng ơi, Hoàng. Yes. Mới sang ra là chỗ mồ hôi dẫn bức chết cho mình. Mày đi học rồi hay sao? Mãi chẳng đi đâu nhỉ? Không tìm đợi mình chứ. Cường ơi, đợi tao đi học với. Giọng của Trang, crush của mình. Thầy Trang ơi. Cậu không thường Hoàng đi học à? Hình như có đi rồi hay sao ấy? Tớ gọi mãi mà chả thấy. Trang ơi, cậu lên xe để tớ chở đi học cho nè. Ô Hoàng à, tớ cảm ơn nhá. Làm đi. Dạy gái này nữa, gọi cả tiếng không thưa. Bây giờ thấy Trang tớ lên cả lên. Trang này, cậu đã ăn sáng chưa? Tớ chưa Hoàng ạ. Thế để tớ dẫn cậu đi ăn cháo lòng nhá. Ôi dồi ôi, cô mắc cỡ quá Trang ơi. Dạ. Em ăn uống kiểu gì mà làm tắc cả cống phòng VKC nhà trường thế? Làm thầy hiệu trưởng phải mời cô lên tận nơi để giải quyết. Giờ không biết độn thổ và nông cho hết nhục nữa. Dạ em. Dạ em thưa cô, đấy là em chứ không phải bán Trang đâu ạ. Hả? Ô Hoàng, sao cậu lại... Tại sáng nay em đi ăn cháo lòng, lỡ ăn hết cháo để lòng yêu Trang. Cậu nói cái gì cơ? Sáng nay em đi ăn cháo lòng lỡ đảo trên bắt thằng cố đến bị lạnh bụng ạ. Thôi được rồi, lát nữa ra chơi liệu mà dọn hậu quả của mình đi nhá. Dạ vâng ạ. Cảm ơn Hoàng nhá. Đây Trang còn cảm ơn mình đi chứ. Này Hoàng ơi, đợi tao ơi. Sao? Có chuyện gì đấy? Nãy mày nhận hộ con Trang gì đấy? Mày thích nó rồi gì? Chỉ cần là Trang á, cái gì tao cũng làm được. Mày biết chiêu nào không? Chỉ tao tán Trang với. Ông giả anh. Năm lốp. Đấy cũng thiếu. Làm hộ bài tập về nhà một năm. Quất luôn. Nơm ạ. Thế tao cần phải chuẩn bị những cái gì? Mày cần chuẩn bị một bó hoa hồng. Với mày dùng cái toner cái le cung dân này đi. Gấp ẩm mới làm dịu da thích lắm. Chứ nhìn ra mày dạo này đi nắng nhiều, khô với sạm hết rồi kìa. Ai da, được được, thì tao xin nhá. Đi, anh em về đây. Ngày hôm sau. Cha đang đứng đợi bố mẹ đến đón à? Ừ đúng rồi Hoàng ạ. Nói gì tiếp đây mày ơi. Tớ có điều này muốn nói với Trang. Tớ có điều này muốn nói với Trang. Ừ, cậu nói đi. Ê, tiếp đi mày ơi. Chú ơi, chú ủng hộ cháu phun kẹo đi. Nào, để yên chú đang bận. Nào, để yên đang bận. Hả?
Hoàng bận gì thì Hoàng cứ làm đi. Chú ơi, chú ủng hộ cho Phong kẹo đi mà. Khổ quá đã bảo đừng làm phiền cơ mà. Khổ quá đã bảo đừng làm phiền cơ mà. Cậu có làm gì cậu đâu. Chú ơi đi mà, một phần thôi. Nách ra chỗ khác, bực hết cả mình. Nách ra chỗ khác, bực hết cả mình. Cậu quá đáng lắm rồi đấy. Từ đây đừng có lại gần tớ nữa. Ơ Trang, Hoa còn chưa kịp tòng mà, đợi tớ với. Hoàng ơi, nói chuyện đến đâu rồi, tao đang tiếp nào. Hoàng ơi, thằng này đi đâu rồi nhỉ? Mẹ ơi, cho con xuống sân đá bóng với thằng Nghĩa con Trang nhá. Đâu mày có bình thường không? Trời nắng chang chang thế kia mà đòi ra ngoài đá bóng. Nhưng mà con lỡ hẹn với chúng nó rồi. Mấy cả nắng như thế này thì nhiều vitamin E mà mẹ. Tao không nói nhiều, một là ở nhà, hai là cuốn gói ra khỏi nhà. A few moments later. Hoàng ơi, cầm cái giỏ này ra mua ít rau má về tối mẹ trắng trứng cả nhà nhá. Trời nắng nóng thế này làm sao mà đi được? Rõ ràng vừa nãy mẹ bảo không ra ngoài nắng cái gì. Mẹ nhờ mày có chút việc mà mày cũng nhắc hết cả lên. Con mới chả cái, đẻ ra tử nhờ vả được. Ai dè nó chỉ biết cãi trả. Biết trước cái này tao đẻ quả trứng ra tao xào mút đắng ăn cho sướng mồm. Dạ con đi nha. Vô lý đến thế là cùng. Đá bóng thì nắng, đi chợ thì được. Không hiểu logic kiểu gì nữa. Ta phải đi chợ cho mẹ rồi, thôi bọn mày cứ chơi đi. Thế thôi, nếu khác vậy. Trắng ơi, chuẩn bị đá bóng vậy. Ui, tao xin lỗi, tao không cố ý. Mặt mày để sau gáy à Cương. Tao mày có biết mày làm thế là tao thích làm không hả? Đón bóng ra. Quá tầm thường, nhìn Messi ai con cộng 6 số này này. Đưa này. Thôi xong rồi Hoàng ơi, con này đền ốm thôi con ạ. Bọn tao không biết đi đâu nhá. Đi đâu rồi? Trong 72 phép thần công chuồn là tựa sạch. Ủa, con chào mẹ ạ. Con không đi đá bóng nữa mẹ ạ. Thế mày đi đâu bây giờ mới về? Rồi đồ mẹ nhờ mày đi chợ sao không thấy? Mẹ nghe con giải thích đã. Thật ra lúc nãy con đang đi thì... Khỏi, nhìn là biết. Con yêu của mẹ đi chợ giữa trời nắng này mệt mỏi lắm đúng không? Nani? Mẹ có bất ngờ lấy cho con. Đây, con thích xe nào? Chọn đi, mẹ chiều. Nâng mũi, độn cắm, cắt mí, má baby. Đúng mẹ mình đây rồi. Sao mẹ mình có thể hào sảng như thế được nhờ? Ô cái thằng này, tao chiều mày quá lắm, mày được đà. Đâu, thế con đi chợ xe nhá. Xe này có đi chợ được không anh? Đây là xe điện đi bao, có rất nhiều mẫu mã, đa dạng, tha hồ lựa chọn. Bộ cứng quả cứng cắp, đã thế con vượt bảo anh 25. Đi phượt con mượt, uống chi đi chợ. Ui, mẹ ơi, con cho xe này. Không nói nhiều, thanh toán. Nhưng mà mẹ ơi, con hỏi thật nhá, sao hôm nay mẹ chiều con thế? Nhà có mỗi thằng con trai không chiều con, chiều ai? Con yêu mẹ nhất trên đời. Quá là đẹp trai luôn. Con trai của mẹ chuẩn bị đi đâu à? Con chuẩn bị sang đưa mấy cái vé VIP xem Blackpink cho mấy đứa bạn để đặt hộ ấy mà. Mà con để mấy cái vé ngay trên kia tủ này, mẹ có thấy đâu không? Có phải 10 cái vé concert pumping gì đúng không? Vâng ạ. Thật ra lúc ấy con đang đi chợ, bà Sáu hàng xóm bà qua chơi. Bà thấy đống vé đấy bà trả mẹ tận 20 củ. Mẹ thấy hơi quá, mẹ đồng ý luôn rồi. Thì cái xe vừa nãy mẹ tặng con là... Thì nó đấy. Ai uống chuồng nhỉ? Có chuyện gì đấy em? Dạ chị ơi, em là shipper này giao hàng ạ. Của chị là gồm có một máy dung cho phi công mạnh và một bộ đồ cosplay y tá. Em gửi chị nhá. Chị xin, lần sau nói nhỏ thôi nhá. Vâng, em chào chị, chúc gia đình hạnh phúc nhá. Bây giờ ta vào xử tiếp. Dừng tay lại. Có gì từ từ bà phải chúng nó chứ. Thế ông có biết chúng nó lấy cặp vé VIP xem Blackpink của vợ chồng mình gấp hàng giấy cho vào 48 không? Hả? Thế thì cho tôi kỳ gửi ba phát nhá. Ok. Alo. Dạ chị có phải là phụ huynh của bốn cháu Bách, Cường, Trao, Hòa không ạ? Vâng, tôi là phụ huynh của bốn cháu đấy. Dạ vâng, em là giáo viên chủ nhiệm của bốn cháu. Dạo này ở trên lớp ấy thì các cháu rất là ngoan. Thế thì tốt quá cô nhỉ. Dạ không chị ơi, ý em là các cháu ngoan cố, không chịu làm bài tập, đi học muộn. Không như thế ạ, mà tuần nào các cháu ngồi vào sổ đầu bài mấy chục lần chị ạ. Thôi rồi, cô không phải nói nữa, con sẽ xử lý chúng nó. Cảm ơn cô. Ôi ôi, sao bốn đứa chúng nó ngất xỉu hết này? Hay là do nó sợ mình quá nhỉ? Kệ.